hiện kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, Cảnh sát 113 Lâm Đồng vừa lập được thành tích đáng ghi nhận. Qua công tác tuần tra, vào lúc 22 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2015, lực lượng Cảnh sát 113 Lâm Đồng đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Hoàng Ánh, sinh năm 1964, trú tại 5/4B Ngô Quyền, phường 6 Đà Lạt, đang vận chuyển một súng tự chế bắn đạn bi và đạn chì. Ánh khai nhận, súng này lấy của Trần Hiền Long Quang, sinh năm 1991, ở khu Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt. Kiểm tra nơi ở của Long, cơ quan công an thu thêm 2 khẩu súng tự chế, 0,5 kg đạn chì và bi, 8 kíp tự chế. Quang thừa nhận hành vi mua nòng súng, thước ngắm và một số thiết bị rồi tự chế súng để đi săn thú. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.